Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay vẫn tiếp tục với con app Kwin nha anh em. Thì như ngày hôm qua nha, chúng ta đã chơi tài xỉu một phen đúng không? Tài xỉu mà trong khi cầm 11 triệu mà nó chơi tài xỉu một tí rồi gãy anh em, gãy hơi đen sang quay hũ lên được mấy chục luôn nha. Đó, thì bữa nay vẫn tiếp tục là tiếp tục tài xỉu trước đi nha anh em. Bây giờ là cầm 10 củ này chúng ta đánh liều liều một tí coi như thế nào nhé. Thằng nào đặt bên xỉu 62 triệu với nè. Ảo vải cứt. Ảo vải liền luôn em. Thằng nào vô báo vậy? Phá cầu à? Phá đảo à? Nó là đại gia top 1 anh em ơi. Nó cầm tới 145 triệu lên em à. Triệu. Sợ ơi. 456 à? 456 thì ta này đánh xỉu. Má đánh xỉu 63 triệu thì chơi cái gì nữa anh em. Đánh nghịch lại với nó luôn nha. Nó ngáo chó hay gì rồi. Ừ, đánh nghịch nó là hấp nè anh em. Thằng này vô phá đảo anh em. Đánh nghịch nó luôn nha. 3, 4, 5, 2 mặt. Rồi cầu này đang đi nghiêng tài mà anh em. Cứ việc ra tài đánh tài thôi. Thằng đó nó bị ngáo chó anh em ơi. Nó đánh tới 52 củ luôn. Vãi cái lình thằng đó thật chứ. Chắc anh cũng đang cay với mình. Nó gãy tiếp rồi đó. Y chang chưa. Thằng đó chắc bị soi rồi. Nó đánh kiểu ngu mà. Dám bẻ cầu. Cầu kiểu này mà dám bẻ thì chịu rồi. Bình thường mấy thằng có tiền thì nó hay khùng lắm đi. Thằng có tiền nó hay điên lắm. Không. Nó đánh 51 triệu ảo rồi nha. Lần đầu tiên đánh tài xỉu mà gặp một cái thằng ngáo như cái này anh em. Đúng là những thằng có tiền thì nó khác biệt ha nè. Tụi mình chỉ là cơm gạo thôi nha. Ôi ôi về xỉu anh em ơi. Nó anh thỏa mãn anh đó. Anh thỏa mãn cái cơn khát của anh này đó anh em. Quả cái liền đánh thiệt chứ. Cầu này thì ra gì đánh đó đi. Vừa rồi gãy người ta này bục xỉu 2 triệu nè. Bữa nay thì nặng hơn ngày hôm qua anh em. Thì bị cảm nó nặng hơn ngày hôm qua nhiều. Nên là nói chuyện cái giọng cũng hơi mệt. Hơi mệt mỏi tí. Má về tài 11 mấy cái 2 mặt 4 anh em. Bắt 1-1 luôn nha. Thằng này bục 4 triệu vô xỉu nè. Đánh mà gặp mấy thằng top khó chịu vãi. Không chơi được gì hết. Nó cứ canh cửa là không ai cược được gì hết nè. Tại này mà thua nó mình ra chơi quay hũ nha. Rồi nó ăn nữa anh em. Cái lình má nó ảo rồi đấy. Má nó kỳ vãi lình nè. Gãy ba tay hết 3 triệu, 7 triệu. Trong khi ăn được có 2 triệu. Gãy hết 5 củ lội anh em ơi. Vãi cái liền thì chứ. Mẹ mày lồn tớp. Kỳ vãi đấy. Địch cục mày. Phá đảo game. Má hoa quầy hũ không biết lên không. Bữa nay toàn nữa thôi chịu. Hôm qua đi ăn được 20. Hôm qua cũng cầm có 10 triệu anh em. Đồ chơi xíu lên quầy hũ ăn được 20 luôn. Bữa nay chắc toàn anh em mày vốn còn bé quá chịu không nổi rồi sống xoài ra đất luôn anh em ơi. Rồi xịt sớm anh em ơi, má xịt sớm vãi cái liền anh em ơi. Gặp cái thằng tớp chó đợi tí mình sẽ nạp tiền vô nha anh em. Thằng tớp chó nạp vô 20 người địch cụ cái thằng tớp khốn nạn anh em ơi. Đéo chơi tài xỉu nữa nha. Vô thị hử anh em. Mẹ mày kỳ vãi linh hồn. Ừ, bây giờ nổ lên 30 hòa vốn là ok luôn á nè. Để coi lên được bao nhiêu nè. Hồi nãy mình chơi hết 4 phút rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu lại nha em. Má cây lồn tớp mẹ. Chơi gặp mấy tớp chó vô phá không. Mình cây lắm anh em. Cây mấy tớp lắm. Mẹ nó. Nó ý nó có tiền rồi nó muốn làm gì nó làm á nè. Địch mẹ nó ảo thật. Cứ nhớ là cây nha. Anh em nào chơi gặp mấy top nó né xa nha. Địch mẹ nó ảo thật. Gặp nó thì đừng có chơi nha. Gặp mấy thằng đó thì chỉ có nước rồi bán thôi nè. Bán nhà bán xe luôn. Không ổn đâu. Mẹ nó.
quay hũ không biết lên nổi không nữa nè, bị thằng đó là đen luôn rồi đó nè. Mới về chơi ừ hấp bài hấp bài. Ôi ôi mừng cũ anh em ơi, gỡ được rồi anh em ơi, gỡ được rồi nha con mẹ mày, cây vãi liền. Bữa nay cây nên chữ thời hơi nhiều quá nè, mình thì là ít chữ thời lắm, cái này đang đang bớt chữ thời để mà gặp toàn là những chuyện gì không anh, cái gì cũng gặp nữa nè. Nhưng vừa gọi mới gặp người top khốn nạn như nên cứ nhớ là cây ghét mấy thằng nó có tiền mà nó sao xạo kiểu đó anh, không phá không mẹ nó, ăn được có 2 triệu gãy hết 7 triệu, mẹ nó hảo thật, lỗ 5 củ sang quay hũ gãy luôn cây vãi liền. Thôi từ nãy giờ là đang chửi thằng top nha em, nhưng mà bây giờ thì gỡ lại được rồi nè, là cũng không có gì phải đáng ngại nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình nha, nhớ nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đó. Còn bây giờ thì nghỉ thôi em ơi, mẹ em nạp 20 lãi được 16 triệu rồi, gỡ được 10 triệu thu lúc nãy, lãi thì được lãi 8 triệu này rồi. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em nha.